Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ Tư ngày 8 tháng 5 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Thành phố Hưng Yên tăng diện tích cây có múi chăm sóc theo quy trình VietGAP. Xã Liên Khê, huyện Quái Châu phát triển chăn nuôi thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao. Nhiều xã ở huyện Ân Thi còn lơ là trong việc thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cụm công nghiệp xã Thiện Phiến thu hút đầu tư tại việc làm cho nhiều lao động. Cô giáo mầm non Nguyễn Thị Hồng Minh yêu nghề mến trẻ, đạt nhiều thành tích trong giảng dạy. Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy cây có múi chăm sóc theo quy trình VietGAP cho hiệu quả kinh tế cao nên vụ cam năm 2019 này, thành phố Hưng Yên đã mở rộng diện tích này từ 30 ha lên gần 100 ha. Sau 2 năm, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên áp dụng chăm sóc 30 ha cam Hưng Yên theo tiêu chuẩn VietGAP được thị trường ưa chuộng cho năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng cam truyền thống từ 1,5 đến 2 triệu đồng một sào. Nên vụ cam năm 2019 này, thành phố Hưng Yên đã hỗ trợ các địa phương mở rộng diện tích chăm sóc cây có múi theo tiêu chuẩn VietGAP lên 100 ha trên tổng số 180 ha, trong đó xã Quảng Châu mở rộng thêm 20 ha, đưa tổng diện tích theo tiêu chuẩn lên 50 ha. Phường Lam Sơn gần 40 ha. Hiện các địa phương đang đẩy mạnh việc chăm sóc, bổ sung dưỡng chất để cây nuôi quả và chủ động phòng trừ các loại sâu bệnh gây hại theo đúng quy trình hướng dẫn của ngành nông nghiệp. Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở xã Liên Khê, huyện Quái Châu đẩy mạnh phát triển chăn nuôi thủy sản, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Toàn xã hiện có trên 140 hộ nuôi trồng thủy sản với diện tích 250 mẫu, nhiều mô hình có diện tích lớn tới 8 mẫu cho thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm như gia đình ông Văn Đức Dung, bá Công Hạ, Tường Duy Toản. Để tăng hiệu quả nuôi trồng, các hộ dân luôn tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, nuôi xen canh nhiều loại cá theo từng tầng nước như cá trôi, chép ở tầng đáy, nuôi thả cá mè chấm ở tầng nước trung gian và nuôi thả cá rô phi đơn tính ở tầng nước mặt. Năm 2018, sản lượng thu hoạch trên toàn xã đạt gần 1.400 tấn với giá bán trung bình khoảng 30.000 đồng kg tùy loại, đã đem lại tổng doanh thu đạt khoảng 41 tỷ đồng. Hiện nay, huyện Ân Thi vẫn còn nhiều xã lơ là, chưa quyết liệt thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh. Từ đầu năm đến nay, một số xã có dấu hiệu chững lại trong việc xử lý các vi phạm dẫn đến kết quả thực hiện chưa cao như xã Đào Dương, Hạ Lễ, Hoàng Hoa Thám, Bãi Sậy, Đa Lộc. Hiện toàn huyện còn 165 trường hợp vi phạm xây dựng công trình nhà ở trên đất nông nghiệp, 57 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, 13 bãi tập kết vật liệu xây dựng chưa xử lý, còn tồn đọng 183 trường hợp vi phạm trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi chưa được giải tỏa. Trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân huyện đã quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ điều hành chung một số chủ tịch Ủy ban nhân dân và công chức địa chính các xã như Hoàng Hoa Thám, Đào Dương, Bãi Sậy để tập trung thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian qua, nhờ đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, cụm công nghiệp xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ đã thu hút nhiều dự án vào hoạt động, tạo việc làm ổn định cho hơn 1.000 lao động của địa phương. Cụm công nghiệp xã Thiện Phiến được quy hoạch đến năm 2021 với tổng diện tích 30 ha. Định hướng ngành nghề chủ yếu là may mặc, chế biến nông sản và tiểu thủ công nghiệp. Hiện nay, cụm công nghiệp đã thu hút 6 dự án cùng nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho 1.200 lao động trong và ngoài huyện. Công nhân làm việc tại các doanh nghiệp đều được hưởng chế độ lương thưởng phù hợp, đóng bảo hiểm lao động theo quy định với mức thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Chợ là nơi tập trung đông người, nhiều hàng hóa, nếu xảy ra cháy nổ sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng, tại một số chợ dân sinh trên địa bàn huyện Văn Lâm, công tác phòng chống cháy nổ chưa được quan tâm. Các gian hàng bán quần áo, đồ khô nằm san sát nhau. Đường dây điện phục vụ các hộ tiểu thương kinh doanh khá sơ sài và không an toàn, không được trang bị biển cảnh báo cháy và hệ thống bình cứu hỏa tạm thời. Đây là tình trạng phổ biến tại một số chợ trên địa bàn huyện Văn Lâm như chợ Gênh, thị trấn Như Quỳnh, chợ Đậu, xã Lạc Đạo, chợ Đường Cái, xã Đình Dù, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao và thực tế đã có một vài vụ cháy chợ xảy ra do những nguyên nhân trên, nhưng dường như ban quản lý chợ, các hộ kinh doanh và các cấp chính quyền vẫn chưa thực sự quan tâm đến công tác phòng chống cháy nổ. Sáng nay tại sân vận động thị xã Mỹ Hào, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức đại lễ Phật đản khu vực 3 gồm thị xã Mỹ Hào, huyện Văn Lâm và huyện Yên Mỹ. Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563, dương lịch 2019 được diễn ra trang trọng với đầy đủ nghi thức để Phật tử và nhân dân làm theo giáo lý, từ bi, nhân ái của Người. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ngày 8 tháng 4 trước công nguyên, được Hoàng hậu Mahamaja thuộc một vương quốc nhỏ của nước Ấn Độ sinh ra trong vườn Lâm Tỳ Ni và dưới gốc cây vô ưu. Khi Hoàng hậu lâm bồn xuất hiện hai trận mưa và Đức Phật được 4 vị thần là tứ đại thiên vương đỡ trong miếng da linh dương đen. Do nhiều yếu tố lịch sử, năm 1999, Liên Hợp Quốc ra quyết định công nhận ngày tam hợp của Đức Phật gồm ngày sinh, thời gian hành đạo và ngày mất. Trên cơ sở đó lấy ngày 15 là ngày trăng tròn làm ngày Phật đản và được gọi là Vesak. Với tư tưởng từ bi, hỷ xả, bác ái, đạo Phật đã dẫn dắt chúng sinh sống hòa đồng, giúp đỡ nhau vượt khó khăn và đặc biệt trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước, các tăng ni Phật tử luôn là lực lượng đồng hành cùng dân tộc trong những năm tháng kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tặng 72 suất quà trị giá mỗi suất 500.000 đồng cho các hộ nghèo và khó khăn trên địa bàn thị xã Mỹ Hào. Thưa quý vị và các bạn, cùng với nâng cao chất lượng giảng dạy, thời gian qua trường Trung học phổ thông Kim Động luôn chú trọng định hướng nghề nghiệp và tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường cho học sinh, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Với học sinh ở trường Trung học phổ thông Kim Động, các tiết học chính khóa luôn được thầy cô và học sinh chú trọng, đặc biệt là việc để các em kịp thích ứng với sự thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp, thi đại học. Đối với học sinh cuối khóa, ngay từ đầu năm học, trường đều có sự định hướng rõ ràng để nâng cao nhận thức cho các em chọn trường, chọn nghề cho phù hợp với trình độ sở thích và hoàn cảnh kinh tế của từng em. Ngoài ra, trường còn phối hợp với một số doanh nghiệp đến để tư vấn ngành nghề cho các em thêm nhiều lựa chọn khi ra trường. Thầy cô cũng nói là tùy thuộc vào cái khả năng của bản thân, gia đình cũng như là nhu cầu của gia đình ấy, thì bọn cháu có thể ví dụ như một số các bạn nhận thấy là năng lực mình chưa có đủ thì các bạn sẽ chọn là học nghề luôn để tránh việc là lãng phí thời gian vào việc là học đại học cũng như là cao đẳng. Còn những bạn mà năng lực cao hơn thì các bạn sẽ nghĩ đến việc là chọn những trường như thế nào là trường top đầu hay là phù hợp với sở thích các bạn ý. Nhà trường còn đưa cái chương trình hướng nghiệp lồng ghép vào trong các cái môn học và ngoài các cái chỉ đạo về liên quan đến chuyên môn thì nhà trường cũng liên kết và các với trường đại học, cao đẳng xung quanh địa bàn, các doanh nghiệp và các công ty đến trực tiếp nhà trường tư vấn hướng nghiệp cho các em. Ngoài ra thì nhà trường cũng thành lập cái ban hướng dẫn hồ sơ hướng dẫn thi Trung học phổ thông quốc gia và cái tổ tư vấn tâm lý học đường, thì các tổ này cũng giúp các em khi có cái băn khoăn gì đó về liên quan đến việc lựa chọn nghề nghiệp thì có thể là đến tổ tư vấn. Các giờ học ngoại khóa, chào cờ buổi sáng hay sinh hoạt cuối tuần, các em học sinh đều được các thầy cô tuyên truyền các biện pháp để phòng chống bạo lực học đường. Nhờ vậy mà các em đều có nhận thức rõ ràng về tác hại của bạo lực học đường và chủ động phòng tránh. Có những vụ việc các em đã kịp thời thông báo với nhà trường để ngăn chặn gây ẩu đả vì có những lời lẽ hiểu nhầm nhau trên mạng xã hội. Trong các tiết sinh hoạt ở trên lớp thì các cô giáo viên chủ nhiệm hoặc là trong các tiết học bộ môn thì lồng ghép vào cái việc là để dạy cho học sinh về những cái cách phòng chống bạo lực học đường. Hoặc là hiện nay thì học sinh cũng có ý thức dần hơn về cái việc tránh những cái bạo lực học đường đấy. Bằng việc là sử dụng phù hợp mạng xã hội này, không tụ tập để tránh gây ra những xích mích. Nếu như mà có gặp những cái trường hợp xảy ra những bạo lực học đường thì có thể chạy ra can ngăn hoặc là thông báo với cả người lớn. Do việc tuyên truyền tư vấn về định hướng ngành nghề nên những năm học qua, học sinh của trường Trung học phổ thông Kim Động luôn chủ động trong chọn ngành nghề để thi đại học hay học nghề. Bên cạnh đó, tỷ lệ học sinh của trường đánh nhau, lăng mạ trên mạng xã hội ở năm học này cũng không xảy ra trong nhà trường. Ở trường mầm non Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Minh được đồng nghiệp và phụ huynh học sinh hết lời khen ngợi về lòng yêu nghề, mến trẻ, luôn sáng tạo và nhiệt huyết trong công việc. Trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non năm học 2018-2019, vừa qua, cô Minh được công nhận là giáo viên giỏi với số điểm cao nhất của hội thi. Đây là một tiết dạy mà cô Minh đã dự thi tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh vừa qua. Là tiết dạy đọc thơ nên cô giáo Minh đã trang trí không gian lớp học với các đồ dùng đẹp, minh họa cho nội dung tác phẩm. Phương pháp giảng dạy gần gũi, lấy trẻ làm trung tâm, cùng cách đọc diễn cảm của cô đã giúp trẻ hình dung được hình ảnh trong tác phẩm, từ đó lôi cuốn trẻ vào bài học một cách say sưa, hứng thú, ghi nhớ bền lâu những xúc cảm, tình cảm thể hiện trong bài thơ, đồng thời được phát triển các mặt giáo dục, trí tuệ, ngôn ngữ và tình cảm. Phải nói rằng trường chúng tôi rất là tự hào vì có cô giáo Nguyễn Thị Hồng Minh. Điểm nổi bật nhất của cô giáo Nguyễn Thị Hồng Minh đó là cô giáo rất là nhiệt tình, năng động và sáng tạo trong công việc. Đối với các cái chuyên đề hay là các cái hoạt động mà trường chúng tôi tổ chức hay là cô giáo tổ chức hàng ngày thì cô giáo luôn tìm tòi đưa ra những cái phương pháp dạy học mới để phát huy tính tích cực chủ động của trẻ. Thế và trẻ tham gia vào các hoạt động đấy rất là tự tin và sôi nổi. Và cái kết quả cuối cùng đó là cái kết quả chăm sóc giáo dục trẻ hàng năm của cô giáo là luôn dẫn đầu nhà trường. Đến với nghề giáo viên mầm non xuất phát từ niềm đam mê nên hơn 10 năm gắn bó với nghề, cô Minh luôn nỗ lực trau dồi kiến thức, kỹ năng, tìm cách biến mỗi giờ học trở nên sinh động, hấp dẫn và dễ hiểu, dễ nhớ. Đặc biệt, để khắc phục những thiếu thốn về cơ sở vật chất của nhà trường, cô Minh đã rất tích cực tự tay làm đồ dùng dạy học, đồ chơi, tạo điều kiện cho trẻ tham gia các hoạt động tự trải nghiệm, tự khám phá. Trẻ con mầm non mà học mà chưa học, mà đặc biệt là đồ dùng đồ chơi thể hiện ngay trên tiết học. Khi mà đồ dùng đồ chơi sinh động thì các con sẽ dễ hấp dẫn với tiết học hơn và tham gia tiết học với cô một cách thực sự sôi nổi. Đấy chính là cái động lực mà giúp cho bản thân tôi luôn cố gắng. Sau mỗi chủ đề mà cảm thấy những cái vấn đề nào còn khúc mắc, tôi sẽ viết ra nhật ký và sang chủ đề tiếp sau là tôi sẽ cố gắng để rút kinh nghiệm và sẽ hoàn thiện hơn ở các tiết dạy, các chuyên đề tiếp theo. Trước khi xuất sắc giành điểm số cao nhất tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh vừa qua, cô Minh đã nhiều lần đạt giải cao trong các hội thi cấp thành phố, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được Sở Giáo dục công nhận. Đó cũng chính là sự ghi nhận cho những nỗ lực và tình yêu mà cô Minh dành cho con trẻ. Còn với cô giáo Nguyễn Thị Hồng Minh, phần thưởng lớn nhất chính là sự khỏe mạnh, chăm ngoan của những học sinh thân yêu và vị trí của cô trong lòng các học trò nhỏ. Hưởng ứng cuộc vận động, mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Trong những năm qua, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Yên Mỹ luôn tích cực tham gia đã giúp đỡ cho hàng trăm địa chỉ nhân đạo vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Toan ở xã Nghĩa Hiệp, gần 80 tuổi, sống một mình trong ngôi nhà dột nát hàng chục năm nay, nhưng không có điều kiện sửa chữa. Trước khó khăn như vậy, bà được Hội Chữ Thập Đỏ huyện Yên Mỹ hỗ trợ 25 triệu đồng cùng họ hàng trợ giúp. Tháng 11 năm 2018, bà đã xây được ngôi nhà kiên cố với tổng trị giá 70 triệu đồng. Trước khi tôi ở ngôi nhà dột nát rất là khổ sở, bây giờ tôi được các cấp lãnh đạo quan tâm và đã xây cho tôi ngôi nhà khang trang, sạch đẹp. Tôi rất là phấn khởi, không biết nói gì hơn hết thì rất chân thành cảm ơn các cấp lãnh đạo. Hay hoàn cảnh éo le của gia đình chị Nguyễn Thị Huế ở thị trấn Yên Mỹ, chồng mất sớm, sức khỏe yếu, một mình chị phải nuôi hai con nhỏ. Thấy hoàn cảnh khó khăn, gần một năm nay, chị được câu lạc bộ Tâm Hương hỗ trợ thường xuyên mỗi tháng 300.000 đồng và 10 kg gạo. Cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo là cuộc vận động mang tính lâu dài, được đông đảo cán bộ hội viên, người cao tuổi trên địa bàn huyện Yên Mỹ hưởng ứng. Trong năm 2018, các cấp hội Chữ Thập Đỏ đã phối hợp vận động hỗ trợ và tặng quà cho trên 7.400 lượt đối tượng, trị giá trên 1,8 tỷ đồng. Trong đó, tặng quà cho trên 7.300 lượt đối tượng, trị giá trên 1 tỷ đồng, hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho 120 đối tượng, trị giá trên 260 triệu đồng. Xây sửa nhà cho 10 đối tượng, trị giá 160 triệu đồng, tặng 7 con bê sinh sản trị giá trên 100 triệu đồng, hỗ trợ vốn sản xuất cho 25 đối tượng trị giá 125 triệu đồng. Huyện hội tiếp tục phối hợp với các cấp ban ngành đoàn thể để triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho các địa chỉ nhân đạo, tiếp tục rà soát các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để hỗ trợ kịp thời. Với quyết tâm thực hiện tốt cuộc vận động, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, các cấp hội Chữ Thập Đỏ trong huyện không chỉ là cầu nối giúp các hộ nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, mà còn góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo. Hiện nay, một tình trạng đáng báo động đang diễn ra trên một số tuyến đường, đó là việc chăn thả gia súc rất tùy tiện. Tình trạng trên đã gây ảnh hưởng lớn đến trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Không chỉ ở những tuyến đường thôn, xã, mà ngay ở trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, chúng ta vẫn thường xuyên bắt gặp cả đàn gia súc trên đường. Tình trạng trên xảy ra nhiều trên một số tuyến đường như quốc lộ 39 và đường 376 gần thị trấn Yên Mỹ, đường 378, quốc lộ 38 và đường nối hai đường cao tốc. Việc để gia súc tự do đi lại trên đường đã gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Các phương tiện tham gia giao thông rất khó khăn trong việc đi lại khi gặp phải đàn gia súc thả rông trên đường. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đề nghị chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, các hộ chăn nuôi không chăn thả gia súc ra đường cũng như có các biện pháp xử lý vi phạm. Vào đầu tháng 4, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ việc đau lòng, một cháu bé 7 tuổi đã bị đàn chó cắn tử vong. Mới đây lại có thêm 2 bệnh nhân nữa bị chó cắn phải nhập viện điều trị. Tình trạng chó cắn người đang đặt ra những yêu cầu về việc quản lý đàn chó hiện nay để đảm bảo an toàn cho người nuôi và cộng đồng. Cháu bé này sinh năm 2015 ở xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, đang điều trị tại khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên do bị chó cắn. Vùng đầu của cháu bé bị 2 vết thương dài 15cm và 2cm. Cháu về đến cổng thì chó thì ông nội xích ở ngoài cổng. Chó cắn cháu là cháu chạy về sân và ôm mặt gọi ông bà. Còn đây là bệnh nhân ở xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, đang điều trị vết thương chó cắn tại khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên. Bà bị 2 con chó nhà nuôi lao vào cắn khi đi cho mèo ăn. Vết chó cắn được đánh giá là khá nghiêm trọng. Tại tôi sợ nó cắn thì tôi cầm cái gậy. Thế là nó tưởng là đánh nó mới xông ra. Vì con thứ hai nó cũng gầm nên là nó xông ra nó đập luôn. Thống kê tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên, 3 tháng đầu năm 2019 đã có hơn 200 người bị chó cắn phải điều trị dự phòng vaccine dại. Con số này chưa phản ánh hết thực tế số người bị chó cắn, nhưng nó cho thấy số vụ chó cắn người hiện nay không hề ít. Tổng đàn chó trên địa bàn tỉnh Hưng Yên khoảng 90.000 con, được nuôi chủ yếu tại các hộ gia đình. Nguyên nhân việc nhiều người bị chó cắn thì có nhiều, nhưng cốt lõi vấn đề nằm ở việc quản lý đàn chó chưa tốt. Những quy định về việc nuôi chó đã có đầy đủ, nhưng việc kiểm tra giám sát các hộ nuôi chó thực hiện những quy định này lại rất hạn chế. Số lượng chó được tiêm phòng dại hàng năm chưa đạt 50% tổng đàn chó, việc xử phạt những vi phạm quy định nuôi chó vẫn chỉ nằm trên giấy. Chó cắn người chủ yếu vẫn là cái chó đẻ và chó giữ hay nuôi nhốt. Khi mà thả ra bên ngoài thì sẽ hay cắn người. Trước hết là các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm cái kế hoạch tiêm phòng của địa phương đưa ra và chấp hành việc tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó mèo. Phải nuôi nhốt, nếu như mà đưa ra ngoài phải có dọ mõm hoặc là có người dắt. Chó là vật nuôi của nhiều gia đình, thậm chí còn trở thành thú cưng của nhiều người. Song thực tế cho thấy, việc nuôi chó như hiện nay đang tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm cho cả người nuôi và cộng đồng. Ngoài nguy cơ về bệnh dại thì vết thương do chó cắn cũng rất nặng nề, thậm chí gây tử vong. Điều này đặt ra yêu cầu cho ngành chức năng cần những giải pháp quản lý đàn chó chặt chẽ, cùng với đó là nâng cao nhận thức và ý thức của người nuôi chó trong việc tuân thủ các quy định của ngành chăn nuôi. Nhằm trừng trị kẻ phạm tội và tuyên truyền giáo dục pháp luật rộng rãi đến nhân dân, ngày 8 tháng 5 năm 2019, tại thị trấn Ân Thi, Tòa án Nhân dân huyện Ân Thi đã tổ chức xét xử lưu động 2 vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ thứ nhất xét xử bị cáo Vũ Việt Dũng sinh năm 1986, quê quán thôn Bình Trì, thị trấn Ân Thi và bị cáo Từ Văn Tú sinh năm 1995, quê quán thôn Đào Xá, xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động. Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 15 phút tại khu vực Nghĩa Trang, thôn Đỗ Hạ, xã Quang Vinh, Vũ Việt Dũng và Từ Văn Tú đã có hành vi cất giấu trái phép một gói heroin có khối lượng 1,223 gram với mục đích là cùng nhau sử dụng trái phép thì bị công an huyện Ân Thi bắt quả tang. Vụ thứ hai, xét xử bị cáo Trần Xuân Biển, sinh năm 1998, quê quán khu Vô Hối, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 9 tháng 1 năm 2019 tại khu vực ngã ba thôn Đa Lộc, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, Trần Xuân Biển có hành vi cất giấu tàng trữ trái phép một gói ma túy loại methamphetamine có khối lượng 25,674 gram với mục đích để sử dụng thì bị phát hiện bắt quả tang. Cả 3 bị cáo đều bị truy tố với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều 294 Bộ luật hình sự. Kết thúc phiên tòa, bị cáo Vũ Việt Dũng bị tòa tuyên án 2 năm 6 tháng tù, bị cáo Từ Văn Tú phạt 2 năm tù giam và bị cáo Trần Văn Biển bị tuyên án 7 năm 6 tháng tù giam. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.